cởi bỏ áo đấu, em út U23 Việt Nam đẹp trai như tài tử. Nhắc đến em út của U23 Việt Nam, người hâm mộ thường nhớ ngay đến Đoàn Văn Hậu, chàng trai sinh năm 1999 có nụ cười tỏa nắng đốn tim, fan. Khi tham dự giải U23 châu Á 2018, Văn Hậu mới 19 tuổi nhưng đã giữ vai trò quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở vòng loại giải U23 châu Á 2020, Văn Hậu góp mặt nhưng không còn là cầu thủ trẻ nhất của U23 Việt Nam nữa. Danh hiệu em út thuộc về Trần Danh Trung, sinh năm 2000, gốc Huế. Danh Trung trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ của câu lạc bộ Viettel, gia nhập câu lạc bộ từ năm 11 tuổi. Chàng trai gốc Huế không ngừng tiến bộ và gặt hái những thành công bước đầu. Danh Trung từng đạt danh hiệu vua phá lưới tại giải vô địch U19 quốc gia năm 2017. Anh ghi tới 6 bàn thắng ở giải đấu này. Năm 2018, Danh Trung được triệu tập vào đội tuyển U19 Việt Nam, tham dự nhiều giải đấu quốc tế như U19 Đông Nam Á, Cúp Tứ Hùng, vòng chung kết giải U19 châu Á 2018. Anh được kỳ vọng là cầu thủ sáng giá của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020. Một điều khác khiến Danh Trung được chú ý là ngoại hình điển trai của anh. Sở hữu chiều cao 1m75, gương mặt sáng sủa, đôi mắt một mí dễ thương, anh chàng đốn tim fan nữ. Facebook cá nhân gần 50.000 lượt thích của Danh Trung thường xuyên đăng tải hình ảnh, selfie. Ngoài lúc tập luyện và thi đấu, anh chàng vui vẻ và sôi động đúng như tuổi 19. Im gờ. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.